từ giờ ăn cá mọi người đừng có bỏ dãy nữa nha mỹ lấy cái dãy cá chép á mình cho hộp gà vô rồi mình đem chiên giòn vậy á là được cái món ngon đại khách vào dịp tết rồi nè mà mấy bạn nhìn con cá này á thì mấy bạn có biết á đây là ăn cá chép thường hay là ăn cá chép giòn không nè hai cái con này á thì mấy thấy sao nó cũng giống nhau cho nên á là mỹ cũng không có phân biệt được rõ chỉ có khi nào á mà mình ăn á thì mình thấy nó giòn thì mới biết đó là ăn cá chép giòn thôi mà nhiều bạn á thắc mắc là tại sao mỹ không có đánh dãy cá rồi mỹ hãy rửa muối với chanh đúng không tại vì á mẹ sẽ lấy luôn cái phần vảy cá cho nên là thường là mẹ sẽ rửa muối với chanh vô cái phần vảy trước luôn để cho cái vảy nó được sạch nguyên cái con cá đó hai kg rưỡi á là mẹ có được nhiều đây vảy cá nè mà không phải là vảy con cá nào mình cũng nên làm cái món này được nha mẹ chỉ sử dụng vảy của con cá chép hoặc là con cá trắm thôi cái vảy nó bự á, thì mình làm nó mới ngon còn bạn nào á mà lấy vảy của con cá rô hoặc con cá lóc á mà làm cái món này giống mỹ á, là mỹ không có biết nha tại vì hồi xưa giờ là mỹ chưa từng làm cái vảy của con cá đó nha mấy bạn cái vảy cá mỹ rửa lại nước cho nó sạch rồi giờ mình để lên cái sàn cho nó ráo nước nha trong lúc chờ cái vảy cá nó ráo nước thì mỹ sẽ đi chuẩn bị nước để mà đi luộc lại cái vảy cá để cho cái vảy cá của mình nó không bị tanh á thì mỹ sẽ cho vô chút xíu trắng muối hành hành tím gừng với vài trái ớt vô cho nó thơm khi mà nước sôi á, thì mỹ sẽ cho cái phần vảy cá vô nha và cái vảy này thì mỹ sẽ không có nấu chín mà mỹ chỉ trụng sơ để cho nó không có bị tanh thôi và mỹ sẽ vớt ra để cho nó ráo mà mỹ thấy có nhiều bạn thì sẽ bỏ qua cái phần bước luộc này mấy bạn sẽ làm trực tiếp là mấy bạn chiên luôn nhưng mà mấy thấy mình luộc như vậy là nó sẽ bớt tanh nè với lại là cũng được sạch hơn nữa vậy cá giờ nó khô rồi nè giờ mình sẽ bỏ vô cái thao rồi mình sẽ bắt đầu đi chuẩn bị chiên nha nhưng mà để chiên cho được ngon thì mình sẽ cho vô đây là ba cái lòng đỏ hột gà rồi mình cho thêm cái bột chiên giòn vô mà hột gà thì mấy chỉ lấy cái lòng đỏ thôi nha chứ mẹ không có lấy cái lòng trắng rồi cái phần bột chiên giòn á, thì mấy bạn cứ gia giảm mấy sẽ trộn tới khi nào á, mà cái phần bảy cá nó sẽ khô như vậy nè nó áo ở bên ngoài có một cái lớp bột và nó không có còn bị ướt bởi cái lòng đỏ hột gà nữa là được rồi đó rồi giờ mình sẽ để ra một cái tô và mình chuẩn bị đem chiên nha chiên cái này á, thì mình chịu khó là hơi nhiều dầu một chút xíu để cho cái bảy cá của mình nó được ngon mỹ thấy dầu bây giờ là nó nóng rồi đó thì mỹ sẽ cho hết cái phần vảy cá vô luôn mà nhớ là phải cho lúc dầu nóng á, thì cái phần vảy cá của mình nó mới giòn chứ mà cho lúc mà dầu không có nóng á, là vảy cá nó sẽ không được giòn nha mỹ sẽ chiên với lại lửa trung bình đừng có chiên lửa nhỏ quá thì nó cũng không có giòn mà cái này á, thì nó cũng mau vàng lắm mỹ chiên thấy vàng cỡ này là vừa rồi mình vớt ra đi mà nếu mà chiên xong vậy ăn á, là chưa có ngon đâu nha để cho ngon hơn nữa thì mình sẽ cho thêm cái bột phô mai á mấy bạn cái bột đó là loại mà cái bột người ta dùng để làm khoai tây lắc đó mình sẽ cho vô đây một chút xíu rồi mình sẽ lắc đều lên cho cái bảy cá chiên á nó thấm đều vô hết cái phần bột phô mai á vậy á là tết này là mình có thêm một cái món mới nữa rồi đó nha vậy cá chép giòn lắc với phô mai cái món này á để đẩy khách hoặc nhâm nhi á thì nó cũng đúng bài ăn á thì nó giòn giòn cái vị nó mặn mặn của phô mai rất là hợp luôn giờ mỹ mời mấy bạn ăn chung với mỹ nha